Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì ngày mới bắt đầu. Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con yêu mến Ngài trong những người yếu đuối nhất. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Có ai bên cạnh đang cần thời gian, nụ cười hay sự giúp đỡ của con không? Con lên kế hoạch cho ngày sống với Cha và dâng hiến nó để cầu nguyện cho tất cả các giáo xứ trở thành nơi phục vụ những người cần giúp đỡ nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong lành. Giữa ngày sống, con tìm một nơi để nghỉ ngơi và hồi tâm nhìn lại. Con đang sống ngày hôm nay như thế nào? Đức Thánh Cha Francisco mong muốn rằng giáo hội đang chuyển động ra khỏi chính mình để thực hiện sứ mệnh tập trung vào Chúa Giêsu Kitô và vào việc tận tụy phục vụ người nghèo. Chúa giải phóng chúng ta khỏi một giáo hội trần tục dưới lớp áo tinh thần hoặc mục vụ. Những lời này có âm hưởng với con như thế nào? Con muốn thể hiện nó trong cộng đồng, trong môi trường giáo hội của con theo cách nào? Trước khi tiếp tục cuộc hành trình của mình, trong thinh lặng, con suy nghĩ về những gì đụng chạm đến trái tim của con nhiều nhất, và nài xin ân sủng để con lãnh nhận được các ân huệ đó. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Lạy Chúa, con biết ơn vì một ngày sống dần khép lại. Con nhớ lại những ân sủng mà con đã nhận được. Ai là người trở nên hiện thân của Chúa trong ngày hôm nay của con? Khi nào con nhìn thấy Chúa nơi anh chị em mình? Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đặc biệt ẩn mình trong những người nghèo khổ nhất. Nếu cần, bạn có thể cầu xin sự tha thứ và bắt đầu yêu lại vào ngày hôm sau với tình yêu nhân ái mà Chúa thương dành cho con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu, con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.